Bạn có biết, trong lịch sử ngành hàng không có không ít những chuyện kỳ bí, tâm linh và bí ẩn. Từ những chuyến bay được cho là bị ma ám đến những chuyến bay mất tích bí ẩn. Những chuyện ly kỳ này chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải tò mò và muốn biết chính xác các sự thật ẩn chứa phía sau. Thứ nhất, bí ẩn vụ tai nạn Boeing 737. Chuyến bay số hiệu 427 của hãng US Air đang trên hành trình từ Chicago đến Pittsburgh thì 10 phút trước khi hạ cánh, máy bay xảy ra sự cố bất thường và rơi xuống mặt đất. Tai nạn xảy ra vào ngày 8 tháng 9 năm 1994 đã khiến không ít người tò mò về những bí ẩn xung quanh nó. Chuyến bay khởi hành suôn sẻ nhưng khoảng 15 phút trước khi hạ cánh, khi mà cơ phó Charles B. Ames và cơ trưởng Peter Gamano trò chuyện trong buồng lái thì sự cố đã xảy ra. Chiếc máy bay bất ngờ chệch hướng sang bên trái, lật úp và bắt đầu lao từ trên trời xuống theo hình xoắn ốc. Chuyến bay 427 lao thẳng xuống đất từ độ cao hơn 1.800m với tốc độ 500 km/h. Nó đâm xuống một địa điểm gần Green Garden Plaza ở Hopewell khi chỉ cách sân bay vài km và vỡ tan thành từng mảnh. Trong nháy mắt, 132 người trên máy bay đã mất mạng. Phải mất 5 năm sau đó, người ta mới điều tra ra nguyên nhân tai nạn là do bánh lái máy bay gặp sự cố. Thế nhưng, lý do chính vì sự cố bánh lái này vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thích hợp. Mặt khác, rất nhiều người cảm thấy tai nạn vẫn còn là một bí ẩn. Vì sao lại như thế? Bởi vì trước tai nạn, đoạn ghi âm từ buồng lái gửi về không lưu đã có một âm thanh rất lạ. Âm thanh được mô tả là giống như tiếng ồn mà một chai nước ngọt có thể tạo ra lúc người ta bật nắp. Khi các chuyên gia lần đầu tiên nghe thấy âm thanh đó, họ nghĩ rằng đó là một phi công bị giật mình và hít vào đột ngột. Tiếng ồn ấy lẫn với một chuỗi âm thanh như là tiếng đập mạnh, va chạm và cả tiếng nhấp chuột được máy thu âm trong buồng lái của máy bay. Các chuyên gia đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần, thế nhưng vẫn không biết chính xác đó là âm thanh gì. Mặc dù nguyên nhân vụ tai nạn đã được làm rõ, thế nhưng những bí ẩn về âm thanh lạ trước khi tai nạn vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng. Thứ hai, phi công may mắn trở về khi lạc vào tam giác quỷ Bermuda. Bermuda là đường nối giữa đảo Bermuda với Puerto Rico, Miami và trở lại Bermuda. Nơi đây được mệnh danh là tam giác quỷ khi có rất nhiều tàu thuyền đi lạc tới đây và rồi mất tích, bởi không một radar hiện đại nào có thể quét được qua vùng biển này cả. Và sau đây chính là câu chuyện về người phi công may mắn khi lạc vào vùng tam giác quỷ này, thế nhưng vẫn có thể trở về. Máy bay liên quan đến sự việc này là một chiếc động cơ Beechcraft Bonanza. Trên máy bay có phi công Bruce Gannon và hai hành khách khác là cha và đối tác kinh doanh của anh. Họ cất cánh từ đảo Andros ở Bahamas và bay về hướng Tây Bắc đến bờ biển Florida. Đường bay này đã được phi công Bruce Gannon thực hiện cả chục lần, thế nhưng vẫn an toàn. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 12 năm 1970, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Khi đang có độ cao 3.500m khi bay qua một đám mây lớn bị nhiễm điện tại vùng này thì bầu trời bỗng tối đen. Bruce Gannon cứ bay một vòng luẩn quẩn qua đám mây lớn này và như lạc vào đường hầm, không lối thoát. Các thiết bị điện tử và la bàn trên máy bay cũng nhảy loạn xạ, khiến cho phi công gần như bất lực. Cứ tưởng chàng phi công này sẽ mắc kẹt và mất tích như những phương tiện khác tại vùng này. Nhưng may mắn thay, Bruce Gannon đã liên hệ được với một người điều phối, nhưng ông ta không quét được vị trí của anh. Sau đó, người điều phối đã rất bất ngờ và ngay cả anh cũng thế, vì vị trí của anh hiện tại đang ở Miami. Sau khi bình tĩnh, anh chàng phi công này nhận thấy anh chỉ mất có 47 phút để đến Miami, chỉ bằng nửa thời gian bình thường. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho đoạn đường đi của Bruce Gannon bị rút ngắn như vậy? Điều này vẫn chưa ai có thể giải thích được hiện tượng mà Bruce Gannon gặp phải là gì. Tuy nhiên, chắc chắn trong tương lai, con người sẽ cố gắng tìm ra bí ẩn đằng sau và sự thật về các phương tiện mất tích tại tam giác quỷ Bermuda sẽ được hé lộ. Thứ ba, tai nạn vì chiếc bóng đèn hay bị ma ám. L-1011 là dòng máy bay đắt đỏ, hạ cánh tự động và hiện đại nhất thời điểm thập niên 70. Người ta tin tưởng vì độ êm ái và sự an toàn mà nó mang đến. Thế nhưng, đáng tiếc vẫn có tai nạn xảy ra trên dòng máy bay này. Ngày 19 tháng 12 năm 1972, tại sân bay John F. Kennedy, New York, Hoa Kỳ, một máy bay phản L-1011 của Eastern Airlines đang chuẩn bị cho chuyến bay nội địa. Chuyến bay này có số hiệu EA-401, có hành trình đến Miami với quãng đường dài 1.900 km, thời gian bay dự tính là 3 giờ. Chuyến bay có tất cả 176 người, bao gồm 163 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Cơ trưởng Bob Love, 55 tuổi, có kinh nghiệm 29.700 giờ bay, trong đó có 280 giờ bay trên L-1011. Ông có kinh nghiệm hơn 32 năm làm việc cho Eastern Airlines. Cơ phó là Albert John Stockstill, 39 tuổi, có kinh nghiệm bay là 5.800 giờ, trong đó 306 giờ bay trên L-1011. Cơ phó từng là một cựu phi công lái máy bay tiêm kích cho quân đội. Trên máy bay còn có một kỹ sư tên Donald Lewis, John Repop, 51 tuổi, với kinh nghiệm 15.300 giờ bay. Chuyến bay có thời gian khởi hành rất thuận lợi.
Sau 3 giờ bay, phi hành đoàn đã an toàn đến Miami và chuẩn bị hạ cánh. Cơ phó có trách nhiệm điều khiển máy bay hạ cánh, còn cơ trưởng chịu trách nhiệm liên lạc và giám sát các thông tin còn lại. Họ được lệnh hạ cánh xuống đường băng 09L của sân bay Miami. Khi cách điểm hạ cánh còn 3 dặm, cơ trưởng bắt đầu cho hạ càng đáp. Mặc dù cả 3 càng đáp đã được hạ, thế nhưng hệ thống trên máy bay chỉ hiển thị 2 đèn xanh, báo hiệu chỉ có 2 càng đáp được hạ. Vì không thể chắc chắn được 3 càng đáp đã được hạ hết hay chưa, phi hành đoàn quyết định cho hủy hạ cánh. Cơ phó điều khiển lái tự động để đưa máy bay lên độ cao 2.000 feet. Đồng thời, lúc này kỹ sư trên máy bay cũng tiến hành kiểm tra để tìm ra nguyên nhân vấn đề. Phi hành đoàn cho rằng nguyên nhân từ bóng đèn hỏng nên họ cứ loay hoay với bóng đèn và vỗ mạnh vào bảng điều khiển nhưng vẫn không có kết quả. Sau khi ổn định với độ cao 2.000 feet, cơ phó chuyển sang chế độ giữ độ cao và lái tự động, nhưng anh không biết đã lựa chọn nhầm chế độ cho máy bay. Sau một hồi loay hoay, kỹ sư quyết định là thực hiện lệnh bật toàn bộ đèn của bảng điều khiển. Nếu tất cả đèn sáng mà do đèn báo hạ cánh máy bay không sáng, có nghĩa là nó đã bị hư và phi hành đoàn có thể cho hạ cánh máy bay an toàn. Trong lúc chen lấn bật đèn trên bảng điều khiển, kỹ sư đã đụng tay phải cơ trưởng khiến cần lái nhích nhẹ, khiến cho máy tính nhận lệnh hạ cánh. Lúc này, máy bay bắt đầu giảm độ cao từ từ nhưng không ai nhận ra sự việc này. Sau khi kiểm tra toàn bộ đèn, kỹ sư đã nhận ra bóng đèn của càng mũi bị hỏng cho nên nó không sáng. Và trong khi độ cao của máy bay đang hạ rất gần với mặt đất, ATC nhận thấy độ cao của máy bay đang ngày càng ra khỏi vùng an toàn. Đồng thời cảnh báo va chạm cũng đã vang lên nhưng không ai nhận ra. Bởi cả cơ trưởng và cơ phó lẫn kỹ sư vẫn đang ở phòng chứa các hệ thống điện tử phía dưới sàn buồng lái. Họ ở đó để nhìn thấy càng mũi máy bay và vẫn đang tranh luận về chiếc bóng đèn bị hỏng. Cuối cùng, máy bay đã đâm sầm xuống đường băng, khiến cho 101 người trên máy bay thiệt mạng. 8 tiếp viên còn sống và họ đã cố gắng cứu theo được 67 người nữa. Những người thiệt mạng phần lớn là ngồi ở khoang giữa máy bay, phía trên khoang nhiên liệu trung tâm. Sau điều tra, lỗi hoàn toàn thu về phi công do lơ là trong quá trình điều khiển máy bay khi tranh cãi về vấn đề không cần thiết. Eastern Airlines đã thu thập lại các thiết bị đắt giá của máy bay này để trang bị cho máy bay khác cùng dòng. Tuy nhiên, chiếc máy bay tận dụng lại các thiết bị của máy bay gặp nạn nên đã bị gỡ bỏ toàn bộ phụ tùng chỉ sau 1 tháng sử dụng. Việc gì đã xảy ra? Bởi có rất nhiều người đã nhìn thấy linh hồn cơ trưởng, cơ phó và kỹ sư. Đỉnh điểm là 20 người cùng chứng kiến, trong đó có một tiếp viên đã bỏ việc khi nhìn thấy linh hồn kỹ sư trong buồng lái của chuyến bay bị tai nạn. Phải chăng những linh hồn này vẫn còn đang tranh cãi vì sự cố chiếc bóng đèn mà ngay khi họ mất vẫn chưa tìm được đáp án? Thứ tư, máy bay 447 mất tích trên Đại Tây Dương. Sự việc xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2009 tại một sân bay của Brazil, khi một chiếc máy bay thân rộng A330 của hãng Air France đang chuẩn bị cho một hành trình dài. Chuyến bay này mang số hiệu AF447 có hành trình từ Rio de Janeiro đến Paris. Chặng đường của chuyến bay này dài 9.160 km với thời gian bay ước tính 11 giờ 15 phút. Cơ trưởng là Marc Dubon, 58 tuổi, có kinh nghiệm 11.000 giờ bay, trong đó trên A330 là 6.258 giờ bay. Trong buồng lái còn có 2 cơ phó để hỗ trợ cơ trưởng trong chuyến bay dài này. Chuyến bay này có tổng cộng 228 người, bao gồm 216 hành khách đến từ 33 quốc gia và 12 thành viên trong phi hành đoàn. 3 giờ sau khi khởi hành, chuyến bay đã ổn định và đi vào địa phận của Đại Tây Dương. Đây là khu vực mà radar mặt đất không quét đến được. Tuy nhiên, với các chuyến bay xuyên đại dương, việc này hoàn toàn bình thường. Nếu có sự cố, 447 sẽ phải tự giải quyết vì không thể liên lạc được với ATC. Lúc này, cơ trưởng đã rời khỏi buồng lái và giao việc tiếp quản máy bay cho cơ phó thứ nhất. Sau khi tiếp quản máy bay, anh đã phát hiện ra một cơn bão sấm sét đang chắn ngang đường bay của họ. Thời tiết này vô cùng nguy hiểm và A330 không đủ sức để vượt qua cơn bão và cách duy nhất lúc này là họ nên đi đường vòng. Khi bay qua hoàn lưu cơn bão, 447 đã gặp phải một lượng nước siêu lạnh. Loại khí này làm đóng băng lỗ khí của ông Pitot đo vận tốc ở mũi máy bay, khiến cho các chỉ số hiển thị hoàn toàn bị sai lệch. Khi ông Pitot bị đóng băng thì tốc độ máy bay đo được sẽ bằng 0 và lúc này tự động lái sẽ bị ngắt và phát cảnh báo. Đây là cảnh báo giả nhưng các phi công không biết và bắt đầu tăng tốc máy bay. Việc này đã khiến cho máy bay bị mất kiểm soát. Lúc này họ mới nhận ra máy bay đã có tốc độ quá nhanh cho nên cắt ga đột ngột khiến cho vận tốc máy bay giảm xuống mức nguy hiểm và máy bay chính thức bị thất tốc. Trong buồng lái lúc này rất hỗn loạn khi các phi công đang tìm mọi cách để cứu máy bay không rơi. Thế nhưng tất cả các việc làm là vô ích. 447 vẫn không thể kiểm soát và lao nhanh xuống Đại Tây Dương. Toàn bộ người có mặt trên chuyến bay này đều thiệt mạng. Qua điều tra, tai nạn xảy ra với lỗi đầu tiên thuộc về kỹ thuật khi ống pitot của máy bay đã thiết kế sai vị trí. Lỗi tiếp theo thuộc về phi hành đoàn khi cơ phó mất bình tĩnh và liên tục kéo cần lái về phía sau. Theo lý thuyết, phi hành đoàn có thể xử lý tốt tình huống này vì họ cũng đã luyện tập rất nhiều cho tình huống này rồi. Tuy nhiên, khi bước vào đối đầu với thực tế, tình huống dường như những gì luyện tập trước đó hoàn toàn vô ích. Hậu quả dẫn đến tai nạn kinh hoàng với số lượng người thiệt mạng không hề ít. Thứ 5, bí ẩn chuyến bay 370 của Malaysia.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, tại sân bay Kuala Lumpur, một máy bay thân rộng B-777-200R đang chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Chuyến bay này có số hiệu MH370 sẽ khởi hành đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Ước tính sẽ mất khoảng hơn 5 giờ để thực hiện chuyến bay này. Cơ trưởng là Jahari Amasa, 53 tuổi, kinh nghiệm 18.365 giờ bay. Cơ phó là một phi công trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm bay. Chuyến bay này vận chuyển 239 người, bao gồm 227 hành khách và 12 thành viên của phi hành đoàn. Đến giờ bay, cơ trưởng là người chịu trách nhiệm cất cánh và cho máy bay vào chế độ lái tự động. Ông cũng là một người kỹ tính khi mang theo lượng nhiên liệu đủ cho máy bay hoạt động trong 7 giờ. MH370 được trang bị các màn hình giải trí để có thể theo dõi đường bay trong cabin. Trước đó, máy bay này cũng đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng sau sự cố va chạm với A340. Sau một thời gian khởi hành, MH370 đã ở độ cao ổn định và bám sát vào đường bay của nó đến Bắc Kinh. Lúc này, mọi việc khá suôn sẻ khi hành khách đều đang ngủ và phi hành đoàn vẫn giữ liên lạc bình thường với ATC. Máy bay đang bay đến điểm tham chiếu Agaria để chuyển tiếp ATC Malaysia sang ATC Tân Sơn Nhất Việt Nam. Khi còn cách đảo Phú Quốc 320 km, bỗng dưng một tháp tiếp sóng ở mặt đất bắt được sóng điện thoại của cơ phó, nhưng chỉ trong vài giây. Lúc này dường như đã có ai đó tắt bộ tiếp sóng của máy bay một cách chủ động. MH370 đã biến mất trên radar mặt đất. ATC rất lo lắng cho việc này và cố gọi cho một chuyến bay của GL gần đó để cố gắng liên lạc. GL đã giúp đỡ và hỏi phi công MH370 có định vào khung phận Việt Nam không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm và bị nhiễu sóng. Lúc này thì radar quân sự của Malaysia đã quét được vị trí của MH370. Đột nhiên, MH370 rời khỏi đường bay và dường như đang hướng về quê nhà của cơ trưởng. Một việc kỳ lạ xảy ra khi máy bay cố bay qua eo biển để tránh bị phát hiện. Một nghi vấn khác đặt ra lúc này là trong cabin có màn hình theo dõi đường bay. Chẳng nhẽ hành khách và phi hành đoàn không phát hiện điểm bất thường của chuyến bay này hay sao? Càng ngày, MH370 càng cách xa vùng quét được của radar quân sự và hiện tại nó cũng chỉ còn một chấm nhỏ trên radar. Tuy nhiên, máy bay vẫn tự động gửi tín hiệu phim lên vệ tinh để chỉ ra hành trình của nó và đường bay này vẫn tiếp tục có vấn đề. MH370 tiếp tục rẽ phải để rẽ vào eo biển thông ra Ấn Độ Dương. Tất cả quá trình này đều thực hiện thông qua hệ thống lái tự động của máy bay. Trong quá trình này, độ cao của máy bay bắt đầu dao động trong phạm vi giữa 33.000 feet và 31.000 feet. Thông qua tín hiệu vệ tinh ghi lại, MH370 đang bay lệch lộ trình nhưng vẫn được điều khiển. Theo đúng lộ trình thì 5 giờ sau khi cất cánh, MH370 đã có mặt tại Bắc Kinh. Cho nên lúc này, người nhà của anh khách đã có mặt rất đông tại sân bay. ATC vẫn cố liên lạc với máy bay, dù vẫn được hệ thống máy bay ghi nhận nhưng không một ai trả lời. Việc này chứng tỏ MH370 vẫn còn bay đâu đó trên vùng trời của Ấn Độ Dương. 2 giờ sau đó, ATC cũng nhận ra một việc rất nguy hiểm là nhiên liệu của máy bay đã sắp cạn kiệt vì lúc này nó đã bay được 7 giờ. ATC cũng rất lo lắng vì không biết lúc này có ai điều khiển MH370 hay không. Mặt khác, vùng biển mà máy bay đang ở trên đó có nhiều dãy núi ngầm hiểm trở và có độ sâu khác thường. Không lâu sau đó, MH370 đã hết nhiên liệu và mất điện. Lúc này, máy bay bắt đầu rơi và dường như không có sự nỗ lực nào để điều khiển máy bay. Khi rơi xuống mặt biển đã không còn vết dầu loang vì lúc này nhiên liệu của máy bay đã cạn kiệt. Đây chính là vụ máy bay mất tích có quy mô tìm lớn nhất từ trước đến nay. Có nhiều quốc gia tham gia tìm kiếm như Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, thế nhưng vẫn không tìm thấy kết quả. Trong một thời gian dài, vụ tai nạn này đã tốn không ít giấy mực của truyền thông và sự quan tâm lớn của công chúng. Tất cả những ai có mặt trên chuyến bay đều xem như thiệt mạng. Đây cũng là một vụ án bí ẩn nhất của lịch sử hàng không thế giới. Mặt khác, trong quá trình điều tra, đã có rất nhiều chi tiết bất thường và không có lời giải đáp. Cảnh sát chỉ tìm thấy lộ trình mô phỏng ra Ấn Độ Dương đã được cơ trưởng bay mô phỏng tại nhà mình và có thể tín hiệu liên hệ cuối cùng của chuyến bay cũng chính là lời cầu cứu của cơ phó. Vậy tại sao máy bay cứ hướng thẳng ra Ấn Độ Dương mà không phải là một địa điểm khác? Các bạn có nhận thấy rằng những vụ tai nạn bên trên đều có chút gì đó bí ẩn và nhuốm màu huyền bí? Đặc biệt, với sự mất tích của chuyến bay MH370, liệu có một thế lực siêu nhiên, tâm linh nào can thiệp vào hay không? Đây chính là bí ẩn mà có thể trong tương lai, con người sẽ vẫn cố gắng để tìm ra chân tướng sự việc.